Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Trong phần Điểm tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Phóng viên Uzbekistan dè chừng U23 Việt Nam. Phù thủy Park Hang-seo đánh bài ngửa, ủ mưu quật ngã U23 UAE. Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chỉ ra nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam vòng chung kết U23 châu Á 2020. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phóng viên Uzbekistan nói thật lòng về sức mạnh U23 Việt Nam. Phóng viên Bezov Ismaev cho rằng là U23 Uzbekistan sẽ gặp khó nếu gặp lại U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 này. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu cách đây 2 năm, phóng viên Bezov Ismaev đến từ Uzbekistan cho rằng là đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất xuất sắc. Khi được hỏi về khả năng là U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ tái đấu ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, cây viết Ismaev nhận định là đội nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh của Quang Hải và các đồng đội. Trả lời báo Tuổi Trẻ, phóng viên Uzbekistan cho biết, chung kết năm 2018 là một trận đấu hay của Việt Nam. Uzbekistan đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể chiến thắng và lên ngôi. Việt Nam là một đội bóng mạnh nằm chung bảng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Tôi nghĩ là các bạn sẽ vượt qua được vòng đấu này. Nếu U23 Uzbekistan gặp lại Việt Nam tại giải năm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Như tôi đã nói, U23 Việt Nam là đội mạnh. Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Uzbekistan nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Đội bóng đến từ Trung Á này có thể chạm trán Việt Nam nếu họ đứng nhất hoặc nhì bảng C, trong khi chúng ta cũng xếp nhất hoặc nhì bảng D. Thầy Park ủ mưu đánh bài ngửa, quật ngã U23 UAE. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận là biết rõ đối thủ, nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn có bắt bài được hay không lại là một câu chuyện khác. U23 UAE là đối thủ cân tài cân sức với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên tục làm mưa làm gió, đánh đông dẹp tây, nhưng Việt Nam vẫn chưa thể khuất phục được đối thủ vùng vịnh này. Hai đội bất phân thắng bại cùng với tỷ số 1-1 trong 2 năm qua kể từ ASEAN 2018 đến trận giao hữu trên sân Thống Nhất vừa qua. Đội bóng của chiến lược gia Skoja là đối thủ rất khó chơi. Chính vì bắt bài Olympic Việt Nam nên UAE chủ động kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu, giành chiến thắng trong trận tranh huy chương đồng ASEAN 2018 diễn ra ở Indonesia. Không có gì ngạc nhiên khi trưởng đoàn U23 UAE là ông Zaman Bohandi tuyên bố là đã nắm rõ thông tin và biết rõ Việt Nam mạnh yếu như thế nào. Trước ý kiến này, phù thủy Park Hang-seo có đáp trả mạnh mẽ. Dĩ nhiên là hai đội là quá hiểu về nhau. Tôi cũng nắm rõ thông tin về các cầu thủ UAE. Hai đội đã thi đấu giao hữu với nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh và tôi xem rất kỹ trận đấu đó. Tuy nhiên, việc UAE hiểu rõ Việt Nam tới đâu thì còn phải chờ sau khi kết thúc trận đấu mới có thể biết được. Thật ra thì những chiêu trò tâm lý trước trận là chuyện thường ngày ở huyện. Ông Bohandi hoàn toàn có lý khi cho rằng là Việt Nam không còn là ẩn số và mất đi yếu tố bất ngờ. Cụ thể hơn đó là Quang Hải, Tiến Linh và Đức Trinh đã được đối thủ ở khu vực và châu Á nghiên cứu kỹ càng. Ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chẳng xa lạ đối thủ vùng vịnh, nhất là sau khi tuyển Việt Nam quật ngã UAE bằng bàn thắng của Tiến Linh tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Khi đã quá quen thuộc về nhau, về lực lượng, về lối chơi, thì cuộc quyết đấu nảy lửa giữa U23 Việt Nam và UAE sẽ dựa vào đẳng cấp của hai chiến lược gia Park Hang-seo và Skoja. Ở điểm này thì phù thủy Park Hang-seo có thể nhỉnh hơn người đồng nghiệp Ba Lan nhờ kinh nghiệm dày dạn, khả năng đọc trận đấu nhạy bén. Sự khác biệt còn nằm ở quá trình chuẩn bị. U23 Việt Nam có gần một tháng luyện công tại Hàn Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó UAE chỉ có một tuần hội quân. Tinh thần biết mình biết người và lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể là điểm tựa vững chắc để cho U23 Việt Nam nghênh chiến sòng phẳng với UAE nhằm tiến đến mục tiêu bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Ở bảng đấu của Việt Nam, tất cả các đối thủ đều mạnh đã vượt qua được vòng bảng ở các vòng chung kết trước. Chúng tôi sẽ cố gắng trước tiên vượt qua vòng bảng. Đó là những gì mà bên phía UAE đánh giá về Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi nhà đương kim Á quân U23 châu Á, U23 Việt Nam của chúng ta thể hiện sức mạnh trước đối thủ nhiều duyên nợ UAE vào tối ngày hôm nay. Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chỉ ra nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam. Sau chiến tích ở SEA Games 30, lực lượng U23 Việt Nam tới Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 không có tên của Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Thiếu vắng hai vị trí nhưng đó là nỗi lo thật sự với huấn luyện viên Park Hang-seo
bởi Hùng Dũng và Trọng Hoàng đã chứng minh vai trò không thể thay thế tại SEA Games 30. Vắng Trọng Hoàng, cánh phải của U23 Việt Nam có thể yên tâm với Hồ Tuấn Tài. Thế nhưng làm cách nào để thay thế vai trò của Hùng Dũng vẫn là một dấu hỏi lớn. Zing.vn đã trao đổi cùng danh thủ Văn Sĩ Hùng về những nhận định chuyên môn cho vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. Anh mở đầu: không có Hùng Dũng là nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Không cầu thủ nào đủ sức thay thế 100% với vai trò của cậu ấy. Chúng ta phải chờ tài năng xoay sở của huấn luyện viên Park Seo để tìm ra ông chủ mới cho tuyến giữa. Hùng Dũng là tiền vệ hay nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy sở hữu phẩm chất để chơi tốt trong vai trò tiền vệ con thoi. Đó là thể lực dồi dào, tranh chấp tốt, chọn vị trí thông minh, giỏi thu hồi bóng và luôn có quyết định xử lý bóng đơn giản, chuẩn mực. Vì vậy, để chọn ra cái tên thay thế hoàn hảo cho Hùng Dũng tại U23 Việt Nam là không thể. Hùng Dũng dự SEA Games 30 theo diện là hai suất quá tuổi và sự bổ sung này đặc biệt quan trọng với huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam. Qua các trận đấu của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, Hùng Dũng luôn là cầu thủ chơi xuất sắc. Từ đẳng cấp và bản lĩnh của Hùng Dũng, tuyến giữa của Việt Nam áp đảo các đối thủ ở SEA Games vừa qua. Điển hình như trận đấu gặp Singapore ở SEA Games vừa qua, Việt Nam chúng ta chơi bế tắc trong hiệp 1 vì không có Hùng Dũng. Đến khi tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội vào sân, Việt Nam ngay lập tức áp đặt thế trận và kiểm soát bóng vượt trội. Không có Hùng Dũng ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây là một thiệt thòi lớn trong cách vận hành lối chơi của chúng ta. Khi được hỏi là nhiều cổ động viên gọi Hùng Dũng là người hùng thầm lặng, dưới góc nhìn của mình, anh có thể phân tích sự trầm lặng của Hùng Dũng đến từ yếu tố nào? Văn Sĩ Hùng cho biết: theo góc nhìn của đa phần cổ động viên, Hùng Dũng thầm lặng là bởi lối chơi di chuyển miệt mài khắp mặt sân. Còn chúng tôi gọi ở đây là khả năng cảm quan vị trí, và Hùng Dũng khác biệt so với phần còn lại từ phẩm chất này. Cậu ấy biết cách di chuyển vào đúng vị trí để nhận bóng khi tấn công và bù vị trí khi đội nhà tổ chức phòng ngự. Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy là Hùng Dũng luôn quan sát các hướng rồi quyết định di chuyển, hoàn toàn là sự chủ động thay vì bị hút theo đường bóng để di chuyển. Những đường chuyền của Hùng Dũng thường được thực hiện ở cự ly ngắn, hiếm khi tạo bước ngoặt thật sự. Bóng đá là vậy, đôi khi 100 đường chuyền ngắn chuẩn xác cũng không được ca ngợi bằng một pha kiến tạo xuất sắc. Hùng Dũng đang thực hiện những vai trò tưởng chừng đơn giản nhưng quan trọng cho cách tổ chức lối chơi của một đội bóng. Anh đánh giá thế nào về dàn tiền vệ trung tâm được Thể Park mang sang Thái Lan? Cựu tuyển thủ Việt Nam Văn Sĩ Hùng cho biết: trong đội hình U23 Việt Nam lần này, Đức Chiến, Thái Quý, Hoàng Đức, Thanh Sơn, Việt Hưng có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm. Nếu cần thiết thì Quang Hải vẫn có thể đảm nhận vai trò này. Những cái tên kể trên đều tài năng, có điểm mạnh của riêng mình khi thi đấu ở tuyến giữa, nhưng không ai toàn diện cả khâu tấn công lẫn phòng ngự như Hùng Dũng. Đức Chiến khả năng cao sẽ chiếm một suất đá chính. Đây là mẫu tiền vệ phòng ngự, có thể hình tốt, giàu sức chiến đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn trọng dụng những cầu thủ như vậy. Với vị trí đã cặp cùng Đức Chiến trên lý thuyết, Việt Hưng là phương án tốt, nhưng tôi chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo kéo Hoàng Đức từ vai trò tấn công về giữa sân. Lý giải cho việc là tại sao lại tin tưởng vào Hoàng Đức, Văn Sĩ Hùng cho biết: Hoàng Đức đã chơi khá nhiều trận ở vai trò tiền vệ trung tâm nên tôi không nghi ngờ về khả năng hòa nhập của cậu ấy. Hoàng Đức giống Hùng Dũng ở khả năng chọn vị trí thông minh và luân chuyển bóng ấn tượng. Cậu ấy chơi ngẫu hứng, sẵn sàng thể hiện kỹ thuật khi cần và có thể sút xa. Những cú sút xa của Hoàng Đức là một trong những thứ vũ khí mà tôi chờ đợi ở U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. So với SEA Games 30, vòng chung kết U23 châu Á ở đẳng cấp khác biệt từ kỹ năng đến thể chất. Những đối thủ của chúng ta như UAE, Jordan hay Triều Tiên sẽ tận dụng ưu thế về thể chất để chơi quyết liệt. Việt Hưng không có được điều này dù thu hồi và chuyền bóng tốt nhất trong các tiền vệ trung tâm của chúng ta. Thanh Sơn thì chưa đủ kinh nghiệm, trong khi Thái Quý sẽ dự phòng cho Đức Chiến. Hoàng Đức là phương án khả dĩ nhất, đáp ứng các yêu cầu về thể hình, thể lực, tổ chức cho lối chơi của U23 Việt Nam. Chia sẻ về sơ đồ 352, anh cho biết tiếp: ở hai trận cuối cùng tại SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 352 để Đức Trinh và Tiến Linh cùng đá chính. Đây là nước cờ hay của huấn luyện viên Park Hang-seo để thắng giòn giã Campuchia và Indonesia. Với sơ đồ này, hàng tiền vệ có 3 người, bao gồm 2 tiền vệ dang ngang và 1 tiền vệ dâng cao tấn công là phương án khá lý tưởng trong bối cảnh mà chúng ta thiếu Hùng Dũng. Dẫu vậy thì tính chất căng thẳng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 nó sẽ rất khác. Sơ đồ 352 thiên về tấn công
và không thật sự phù hợp trước các đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm như UAE hay Jordan. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ trở lại sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. Đức Chiến và Hoàng Đức sẽ đá cặp tiền vệ, bộ ba tiền đạo có thể là Quang Hải, Tiến Linh và Đức Chinh. Với Quang Hải và Hoàng Đức thi đấu cùng nhau trên sân, hai vị trí này sẽ hoán đổi liên tục để tăng tính đột biến. Dự đoán về trận đấu tối ngày hôm nay gặp U23 UAE, Văn Sĩ Hùng cho biết, ở lần gặp nhau gần nhất giữa tuyển Việt Nam và UAE tại vòng loại World Cup 2022, chúng ta thắng thuyết phục. Đây là nguồn cảm hứng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi chạm trán với UAE ở cấp độ U23 này. Tôi nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mạnh dạn bố trí lối chơi áp đặt lên phần sân của UAE. Trong thế trận như vậy, phong độ của hai tiền vệ trung tâm có tính chất quyết định. Một lần nữa, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến tài dụng binh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.